Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của linh mục Giuse Trần Châu Đông. Sau đó xin quý vị cùng hiệp dâng lời ca cầu nguyện. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm nay thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Lời Chúa giúp chúng ta suy niệm được trích từ sách Phúc Âm theo Thánh Sử Matthew chương 12 câu 38 tới câu 42 với chủ đề Thấy Chúa trong mọi sự. Giờ đây con xin mời mọi người cùng lắng nghe lời Chúa. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa rằng, lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời, thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa tiên tri Jonah ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với các thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây là đấng cao trọng hơn Salomon. Trong cuốn sách Chờ đợi Chúa của tác giả Veritas đã kể một câu chuyện như thế này. Một cụ già suốt ngày ngồi trên ghế xích đu và thề sẽ không bao giờ đứng dậy cho đến khi gặp được Chúa. Một cô bé đang chơi với một quả bóng thấy thế liền hỏi cụ. Suốt ngày cô ngồi đong đưa trên chiếc ghế này để chờ đợi ai vậy? Trước lúc nhắm mắt lìa đời, cụ muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa. Cô chỉ cần một dấu chỉ mà thôi. Nhưng tới nay cô vẫn chưa nhận được một dấu chỉ nào. Thưa cụ, Chúa cho cụ rất nhiều dấu lạ. Mỗi khi cụ hít thở, mỗi khi có một em bé chào đời, mỗi khi cụ cười hay cụ khóc. Cụ ơi, Chúa ở trong cụ, Chúa ở trong cháu. Mẹ cháu luôn căn dặn cháu rằng, này Lily, nếu con tìm những dấu chỉ vĩ đại, thì con đã nhắm mắt lại rồi. Bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ. Thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả. Thưa quý ông bà, anh chị em, những mong ngóng chờ đợi của cụ già trong câu chuyện, đây cũng là những thắc mắc mà các nhà luật sĩ và biệt phái đang tìm kiếm. Về sự cứng lòng và ngoan cố của các luật sĩ và nhóm biệt phái, thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ. Thưa anh chị em, đã bác biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã thực hiện các phép lạ. Chúa biến nước thành rượu,
Ngài nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống đám đông. Chúa chữa lành bệnh tật. Ngài làm cho kẻ chết sống lại. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài là cứu rỗi nhân loại. Thưa anh chị em, những phép lạ Chúa làm không phải là để biểu diễn cho người ta tung hô, nhưng những điềm thiêng dấu lạ mà Chúa thực hiện chỉ vì đời sống thiêng liêng của chúng ta, với lòng tin mà chúng ta được cứu rỗi. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Do Thái thế này: đức tin là làm bảo cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy. Tiên tri Jonah trong Tin Mừng hôm nay đã trở thành dấu lạ vì dân Ninive có đức tin. Nếu dân thành Ninive không có đức tin, Jonah không thể trở thành dấu lạ. Nói một cách khác, việc Jonah nằm trong bụng cá 3 ngày 3 đêm cũng trở thành vô ích vì chẳng đem lại ơn cứu độ cho dân thành. Qua đây, Chúa mượn hình ảnh của tiên tri Jonah để nói về chính bản thân của mình. Jonah đã đến Ninive để giao giảng sự sám hối, và tất cả các phép lạ của Chúa Giêsu cũng đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài và kêu gọi mọi người là hãy ăn năn sám hối và tin vào Ngài. Như vậy, có thể nói dấu lạ lớn nhất và vĩ đại nhất mà Chúa Giêsu thực hiện để đáp lại sự thử thách của những người biệt phái chính là cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Chết vì yêu thương để đem lại ơn cứu độ cho con người. Thưa anh chị em, hằng ngày Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện các phép lạ trước mắt chúng ta. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất, đó là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung nấu con người. Và tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm nhất trong đời sống chúng ta. Ví dụ như một nụ cười nhân ái, một cái bắt tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và biết tha thứ cho nhau. Bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ, thấy Chúa là thấy sự sống và tình yêu trong tất cả. Giờ đây con xin mượn vài lời của nhạc sĩ Linh Mục Duy Thiên trong bài hát Dòng Đời Ngược Xuôi. Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ, Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong cuộc đời, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Chúa
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.